Xin chào mọi người đã đến với kênh của mình. Tiếp tục quay trở lại với bộ truyện xuyên nhanh ký chủ cô ấy một lòng muốn chết chắp 43 nhé. Chuyện được mình tự dịch có thể có sai sót, mọi người thông cảm nhé. Trước khi vào với bộ truyện, nếu thích mọi người có thể cho mình xin một like và đăng ký kênh để giúp mình có động lực làm video hơn nhé. Mãi yêu. Cung điện nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử đâu? Bẩm quý phi, nhị điện hạ nói mùa đông sắp bắt đầu, lông cáo trắng là ấm áp nhất, dễ chịu nhất. Dự định vào rừng săn vài con cáo trắng, làm chăn bằng da thú, để tặng cho hoàng thượng. Cuối cùng nó cũng biết lấy lòng phụ hoàng nó rồi, được rồi, cứ để cho nó làm đi. Trong rừng, ta sẽ tự mình đến đó, các ngươi cứ đợi ta ở đây, không cần phải đi theo ta, vâng. Tứ đệ cũng mất mẹ từ nhỏ, và trên người cũng đầy những vết thương. Đi. Nhanh, nhanh lên, nếu còn chậm chân nữa các ngươi và ta sẽ mất đầu đó. Này này này, Nguyễn Tiểu Ly, ngươi nói những người này đang vội, ngươi không tò mò xem bọn họ đang có chuyện gì à, chuyện đó thì có liên quan gì đến ta? Đó không phải là Khương công công của nhị điện hạ sao, chuyện gì đã xảy ra, ngươi không biết sao? Giai hoàng quý phi rất tức giận, nghe nói nhị điện hạ hôm nay đi săn trên núi thì bệnh tim tái phát, té từ trên ngựa xuống. Nhị hoàng tử, nghe nói hôm qua ngài bị thương, tay ngài không sao chứ, ngươi ngủ à, tay của điện hạ bây giờ như thế này, xem ra không ổn chút nào. Tiếc thật, cuộc thi bắn cung diễn ra vào tháng sau, nhị hoàng tử, ngài luôn là người đứng đầu, e là lần này ngài bị tụt lại phía sau rồi, không sao, chỉ cần dưỡng thương một chút là khỏi thôi. Được rồi, không cần ngươi lo lắng, theo ta thấy, nhị hoàng tử có dùng chân cũng giỏi hơn ngươi, ta biết rồi. Ta biết rồi, sao ngươi cứ đánh vào đầu ta hoài vậy? Chậc chậc, nhị hoàng tử này còn có thể đến thượng thư đường, xem ra hắn không bị thương nặng đâu. Ha ha ha, không phải vì ngươi ngu đâu. Tứ đệ đợi một chút. Đây là loại thạch cao chữa chấn thương tốt nhất ở Thái Y Viện, nếu ở quân doanh luôn bị thương thì có thể dùng trước. Nhị hoàng tử, ngươi đang bố thí ta. Nếu bị thương, ngươi có thể sử dụng loại thạch cao tốt nhất của Thái Y. Sẽ thật tốt khi được ngươi thương hại sao? Nguyễn Tiểu Ly, ngươi nói thật là ác nha, nhưng ta thích, he he. Bật mí cháp sau. Ai ở đó?